Thưa quý vị khán giả, không chỉ dễ dàng mua bán những sản phẩm thiết yếu mà giờ đây, ngay cả những mặt hàng có giá trị cao như là xe máy cũng được giao dịch một cách rất nhanh gọn qua mạng xã hội. Nắm bắt được điều này, các đối tượng lừa đảo đã đưa ra rất nhiều những lời quảng cáo có cánh với mức giá bao rẻ để giăng bẫy người tiêu dùng. Và trên thực tế, đã có rất nhiều người cả tin và trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo này. Cam kết xe đẹp, giấy tờ đầy đủ, chỉ cần đặt cọc từ 30 đến 50% giá trị của xe là có thể sở hữu một chiếc xe máy xịn, giá hời. Không khó để bắt gặp những thông tin quảng cáo mua bán xe giá rẻ như thế này trên mạng xã hội. Và đây cũng chính là những lời quảng cáo mà nhóm đối tượng này đã đăng tải lên các trang mạng. Nhưng thực chất chỉ là chiêu trò nhằm chiếm đoạt số tiền đặt cọc mua xe của khách hàng. Tại cơ quan công an, đối tượng cầm đầu khai nhận bằng thủ đoạn này đã chiếm đoạt của hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh thành, số tiền lên tới 10 tỷ đồng. Mình cứ căn cứ vào những ảnh trên mạng hoặc là từ những cái hãng xe mình lấy những ảnh đó ra, thì mình dựa vào những cái thông số kỹ thuật mà từ trên đó mình tư vấn cho những khách hàng. Ví dụ bây giờ chiếc SH trên thị trường là tầm 105 triệu đi, thì bán khoảng 40-50 triệu. Người ta tính thành nào, cụ thể là biển số nào thì mình tra Google cái mặt mình lấy những hình ảnh đó mình gửi cho người ta, giấy tờ thì Photoshop là xong. Cũng với chiêu trò đăng tải hình ảnh xe máy lên các trang mạng xã hội và giao bán, nhưng đối tượng lừa đảo này lại còn tinh vi, manh động và nguy hiểm hơn. Đoàn Thanh Hải, trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khai nhận, khi gặp được người có nhu cầu mua xe máy, sẽ không yêu cầu người mua phải đặt cọc, mà phối hợp cùng đồng bọn hẹn khách hàng đến địa điểm vắng vẻ để giao dịch. Sau đó sẽ cùng đồng bọn dùng hung khí để khống chế, rồi cướp toàn bộ tài sản của khách hàng. Các đối tượng do đã thực hiện bằng đồng phạm cho nên là cái tính chất nguy hiểm nó còn cao hơn nữa, và cái khả năng dẫn tới việc chiếm đoạt tài sản của các đối tượng nó sẽ chót lọt hơn, nó sẽ dẫn đến việc là các nạn nhân sẽ khó có thể chống cự được và bảo vệ được tài sản của mình. Cơ quan công an nhận định đã nhiều lần cảnh báo về thủ đoạn và phương thức hoạt động của các ổ nhóm lừa đảo bán hàng trên mạng xã hội. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn rất nhiều người nhẹ dạ cả tin vào những lời quảng cáo ảo kia, để rồi tiền mất tật mang, thậm chí còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Không phải những cái cảnh báo này có thể đến được tất cả những người dân, và đặc biệt là những người mà rất bận rộn, những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, người ta khó có khả năng tiếp cận được những cái thông tin. Và do đó thì cái cách mà truyền thông tiếp cận những cái thông tin cho người dân nó phải có thể là cần đa dạng hơn. Mua bán thông qua những kênh giao dịch trực tuyến, nhất là đối với những đồ vật có giá trị cao như xe máy, thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn bởi việc kiểm soát chất lượng hàng hóa trên không gian mạng vẫn còn rất nhiều hạn chế, còn nhiều lỗ hổng. Vậy cần phải có những biện pháp gì để việc mua bán trên không gian mạng tránh được những rủi ro không đáng có? Chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một số biện pháp ngay sau đây. Mỗi người sử dụng mạng xã hội phải là những người có trách nhiệm đối với tính mạng, tài sản của chính mình. Phải giữ một nguyên tắc là khi sử dụng mạng xã hội thì không được phép tin tưởng vào những người lạ mặt mà mình chưa bao giờ gặp mặt để thực hiện các giao dịch có giá trị lớn. Nhất là khi mà lại hẹn gặp trực tiếp thì họ cần phải có một cái sự cảnh giác hết sức là cẩn thận. Họ phải đi với những nhiều người thân của họ, hoặc thậm chí họ hẹn đến những cái địa điểm nào nó phải là nơi đông người, chứ không thể là lựa chọn cái địa điểm theo đúng như cái yêu cầu của các đối tượng. Bên cạnh đó, người dân cũng cần phải nâng cao ý thức cảnh giác, tăng cường tìm hiểu các thông tin tuyên truyền về những chiêu thức lừa đảo mua bán trên mạng xã hội, kiểm tra kỹ thông tin của các tài khoản đăng tải các thông tin mua bán, nên lựa chọn những tài khoản có độ tin cậy cao và đăng tải cụ thể về cửa hàng có địa chỉ rõ ràng, nên trực tiếp đến tận nơi để xem xe và giao dịch. Tốt nhất là nên đến những cửa hàng uy tín để có thể đảm bảo cả về chất lượng lẫn dịch vụ bảo hành. Tăng cường kiểm soát trên không gian mạng những nick ảo đăng tải thông tin bán hàng. Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống quản lý các fanpage, nick cá nhân bán hàng trên không gian mạng. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, đăng tải những thông tin cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng.